Video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái bộ kích điện nội địa của Trung Quốc mọi người nhé. Và đặc biệt là những cái bộ kích điện này thì giá của nó cũng khá là rẻ, cũng như là nó sẽ là sóng sin chuẩn 100%. Đối với các kích điện sóng sin chuẩn thì nó sẽ chạy cho các thiết bị điện tử cũng như là các thiết bị điện cơ, nó sẽ là tốt hơn so với loại kích điện sóng vuông trên thị trường mà người ta bán rất là nhiều. Và thêm một cái bộ kích điện nữa thì nó có thể biến những cái chiếc xe đạp điện chạy 4 bình ắc quy nhá, tức là hệ 48V chuyển ra 220V, chúng ta có thể sử dụng khi mất điện, hoặc là chúng ta mang cái bộ kích điện này đi cùng với xe đạp điện dùng cho những nơi mà nó không có điện chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Bộ này là 48V nhá, tức là tích hợp cho những cái xe đạp điện hoặc xe máy điện mà sử dụng 4 bình ắc quy nhá. Bình ắc quy to hay bé thì đều được. Công suất của loại này thì nó sẽ có công suất khởi động đỉnh là 1600W. Thế nhưng mà chúng ta nên dùng công suất thực của nó là khoảng dưới 700W nhá. Và nếu như dùng lâu dài thì chúng ta nên dùng công suất khoảng tầm 500W trở về. Đó, và cái này thì nó sử dụng rất đơn giản, chúng ta chỉ cắm vào cái cổng sạc của xe đạp điện thôi. Loại xe 4 bình là nó sẽ chuyển ra 220V. Ở đây thì mình sẽ sử dụng với một cái quạt hơi nước. Với quạt hơi nước này thì sẽ công suất của nó sẽ dao động khoảng tầm 200 đến 250 W thì phải. Đó. Loại này sẽ sử dụng điện 220V thông qua cái phích cắm này. Và bây giờ thì mình sẽ bê ra ngoài sân đây để làm cái thí nghiệm cắm vào cái bộ kích điện 220V. Nó sẽ biến cái xe đạp điện của chúng ta thành một cái trạm phát điện có thể là di động. Hoặc là khi mất điện chúng ta có thể nôi cái điện từ cái bộ kích điện này để xe ngoài sân và nôi vào trong nhà chúng ta sử dụng quạt gió như bình thường. Quạt mát, tivi, bóng đèn đều sử dụng ok mọi người nhé. Chúng ta cũng chỉ là lưu ý rằng là khi sử dụng thì chỉ nên chạy công suất khoảng dưới 700W và ưu tiên 500W thì nó sẽ bền hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái, nó có một cái dây cắm điện này, phích cắm điện này. Chúng ta sẽ cắm như là khi chúng ta sạc xe nhé. Như là khi sạc xe. Sau đó thì mình sẽ bật công tắc này lên. Đó, trên màn hình đèn led ở đây thì nó sẽ hiển thị số vôn của bình này. Bình đang 50V. Với hệ này là hệ bình 48V nhé, tức là tương đương với 4 bình. Thì khi sạc đầy nhất là 55V và khi xuống thấp nhất là khoảng 44V. Đó, bây giờ mình sẽ cắm vào. Quạt gió đã bắt đầu chạy. Sóng sin chuẩn 100%, cho nên là quạt nó sẽ chạy rất là êm và không gây nóng hỏng động cơ mọi người nhé. Đây là mình sẽ vặn lên số 3 này. Tốc độ rất là tít, rất là mạnh luôn. Đó, quạt rất là mạnh, bật luôn cả đạo gió này và bật hơi nước như bình thường nhé. Khi mất điện chúng ta có cái bộ này thì quá tuyệt vời luôn. Đó thì trời mà nóng chúng ta bật quạt hơi nước các thứ là vô tư. Và cái bộ bình ắc quy của xe đạp điện nếu như mà 4 bình to thì nó sẽ tương đương với xấp xỉ 1000W. Và 1000W chúng ta chạy quạt hơi nước như này mà bật số 1 hoặc số 2 thì nó cũng sẽ có thể lên tới là 5 tiếng đồng hồ. Còn đối với chạy quạt bàn thông thường, chúng ta mà chạy một cái quạt bàn thông thường thì công suất khoảng 50W thì bộ bình ắc quy 20A này, 4 bình 20A to nhá, thì nó sẽ chạy được 20 giờ đồng hồ. Còn nếu chạy hai cái quạt bàn thì nó sẽ chạy được 10 giờ đồng hồ, tức là xuyên đêm luôn. Rất là ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo cái dạng sóng luôn đầu ra này. Cái dạng sóng này rất quan trọng, nếu chúng ta mua cái bộ kích mà không phải sóng sin chuẩn thì chạy quạt sẽ rất là dễ cháy quạt nhá. Đó, đây chính là dạng sóng sin chuẩn. Sóng sin chuẩn thì nó sẽ như hình thù như này. Còn đối với các loại kích trên thị trường thì rất là nhiều người bán nó sẽ là dạng sóng vuông, tức là cái đỉnh của nó là giống như các cái ô vuông xếp lại ấy. Cho những ai mà chúng ta không biết về dạng sóng, còn những anh em về điện tử hay là biết về nghề thì sẽ hiểu rồi. Đấy, dạng sóng nó tròn vo luôn, cực kỳ đẹp. Đó. Và cái giá của cái bộ kích điện này thì nó cũng rất là rẻ mọi người nhé. Với cái bộ mà 48V, tức là chạy cho xe đạp điện này ra 220V thì bên mình sẽ bán giá công khai luôn là 800.000 đồng bao ship toàn quốc mọi người nhé. 800.000 bao ship toàn quốc. Mất điện hoặc là mang đi nơi không có điện chúng ta đều có thể sử dụng được. Máy khoan, máy mài, cầm tay chúng ta đều dùng được luôn nhé. Dạng sóng cực đẹp luôn. Và với cái dạng sóng sin thì chúng ta chạy tất cả các thiết bị như thông thường mà không sợ gây cháy hỏng các thiết bị nhé. Đó, rất là tiện. Biến xe đạp điện thành bộ phát điện 220V. Mà xe đạp điện bây giờ thì chắc chắn là gần như nhà nào cũng có rồi, nó quá phổ thông luôn. Tiếp theo là những cái bộ kích điện khác cho những ai có nhu cầu này. Ví dụ như là cái bộ này là 2600W 12V này. Công suất thực của nó thì chạy dưới 1200W mọi người nhé. Giá của bộ này là 1.400.000 bao ship toàn quốc. Báo giá công khai, ai cảm thấy hợp lý thì mua, còn cảm thấy đắt thì tìm chỗ khác nhé. Đó, mình nói rõ luôn. Đó, dây đi theo này sẽ có dây đi kèm vào cặp ắc quy, loại này sẽ bắt ốc nhá. Tiếp đến là cái loại kích điện cho những ai dùng 24V. 24V thì công suất đỉnh là 3000W khởi động và công suất thực thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 1300W trở về thôi. Có thể chạy đến 1500, nhưng chúng ta nên chạy công suất nhỏ hơn thì nó sẽ bền hơn nhá.
tức là chạy với khoảng tầm 70% công suất thực của máy, trở về thì sẽ bền hơn. Và nó sẽ có dây tặng kèm cũng như là các cái cặp acquy đi theo. Đó. Với cái bộ mà 3000W 24V này thì sẽ có giá là 1.600.000 bao ship mọi người nhé. Đó. Và một loại nữa, loại này thì bên mình cũng bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua, đó chính là cái bộ 12V 1600W. Bộ này cũng tương đương với bộ 48, nhưng bộ này thì nó chạy 12V cho chúng ai chúng ta sử dụng một bình acquy, ví dụ như bình bé bé như này, hoặc là bình to hơn thì thời gian sẽ dài hơn nhé. Bộ này thì nó sẽ chạy cũng là công suất đỉnh 1600W, và công suất chạy được liên tục là dưới 700W. Chúng ta ưu tiên lên chạy khoảng tầm 500W trở về thì máy sẽ bền nhé. Với bộ 12V 1600W này thì sẽ có giá là 730.000 bao ship. Tất cả sản phẩm đều công khai hết, 730.000 bao ship toàn quốc mọi người nhé. Đều là sóng xin chuẩn luôn. Và tất cả các hàng này thì trước khi gửi đi thì bên mình cũng đều sẽ cấp điện vào và cắm tải thử trước khi gửi đi mọi người nhé, cho nên là rất là yên tâm. Đó. Đây là cái mình sẽ rút cái bộ phích cắm của cái quạt này, cắm sang bộ 12V cho mọi người xem này. Với một cái bình ắc quy rất là nhỏ nhưng mà nó vẫn có thể kích lên được cái quạt hơi nước rất là to. Tuy nhiên là chúng ta muốn chạy thời gian dài thì chúng ta sẽ sử dụng bình lớn hơn. Còn với cái bình nhỏ như thế kia thì công suất của nó sẽ đạt khoảng hơn 100W giờ thôi. Cho nên là chúng ta chỉ sử dụng những cái thiết bị nhỏ như là sạc điện thoại, bóng đèn hay là quạt bàn thôi thì nó ok. Còn nếu như sử dụng quạt hơi nước hay là tivi các thứ, loa đài thì chúng ta nên dùng những cái bình lớn hơn. Giá thì rất rẻ. Bộ 12V 1600 chỉ có 730 thôi. Còn ai lớn hơn nữa thì có bộ 12V 2600 thì sẽ giá là 1.400.000. Còn 24V thì 3000W đỉnh ấy, công suất thực thì dưới 1500 nhá, thì là 1.600.000 bao ship. Đó. Bộ 48 biến ra 220 thì nó là 800.000 bao ship. Bây giờ thì mình vẫn tiếp tục đo cái dạng sóng cho người xem nhé. Đây là cái loại 12V 1600W này, công suất thực thì dưới 700W, ưu tiên chạy 500W trở về thì máy sẽ bền. Đấy là mình sẽ nói thật là như vậy, còn nó đề 1600 nó sẽ không đạt được như vậy đâu. Đó, dạng sóng của nó, tất cả các bộ kích điện trong video ngày hôm nay đều là dạng sóng xin chuẩn 100%. Sóng xin chuẩn, chạy quạt êm ru như điện lưới nhé, không có tiếng kêu o o hay e gây nóng hỏng cháy động cơ nhé. Và với các cái bộ kích điện với như này thì chúng ta cũng đều hoàn toàn có thể sử dụng cho cửa cuốn được. Nếu như cửa cuốn loại lớn thì chúng ta sẽ dùng loại công suất lớn, còn cửa cuốn nhỏ chúng ta sẽ sử dụng công suất nhỏ. Đó, khi mất điện chúng ta hoàn toàn có thể nôi cái dây điện từ cái xe đạp điện này thông qua cái bộ kích điện này vào trong nhà. Chúng ta có thể sử dụng tivi, bóng đèn, rồi là quạt, đặc biệt là quạt là thứ rất quan trọng. Đó, hay là dùng wifi, rồi là sạc điện thoại vô tư luôn. Đó. Công suất 1600W đỉnh và công suất thực là dưới 700W. Đây là cái bộ nó đề 1600 này. Công suất này nó chỉ là khởi động tức thời thôi, để chạy như máy khoan, máy mày, các thứ cầm tay ok nhá. Còn ai lớn hơn thì chúng ta sử dụng loại 2600 này. 2600 và 3000. Loại 3000 này là 24V, 2600 kia thì loại 12V. Đó. Ngoài các cái bộ kích điện nội địa của Trung Quốc này ra đều là sóng xin thì bên mình vẫn có những cái bộ bên mình lắp ráp thủ công thì sẽ giá thành nó đắt hơn và nhìn trông nó cũng chắc chắn và nó đẹp hơn. Đó thì tùy theo cái nhu cầu và sở thích mỗi người. Với cái bộ kích điện bên mình lắp ráp thì nó có cả đường 110 nhá. Mạch điện thì bên mình thiết kế và lắp ráp luôn. Vỏ hộp cũng bên mình thiết kế luôn. Hộp thì sử dụng loại sắt dày và nó là sơn tĩnh điện luôn nhá. Với cái bộ 12V thì bên mình sẽ bán với giá là 2.000.000 bao ship với mẫu mới nhất này, có đường 110 nhé. Còn bộ 24V là 2.700.000 bao ship. 12V thì công suất thực của nó là 700W và 24V là công suất thực là 1500W. Ngoài ra thì bên mình vẫn có sạc acquy điện tử và đây là cái loại sạc biến áp xuyến mới ra này. Loại này thì rất là chất lượng, giá bán thì cũng công khai luôn, 900.000 bao ship, toàn quốc bảo hành 1 năm đối với cái bộ sạc này. Đấy, cặp acquy rất là đẹp. Và bộ sạc này thì nó hoàn toàn ngắt tự động nhé, cũng như là có điểm khôi phục chạy 220V, thích hợp cho những ai chúng ta sử dụng sạc xe ô tô để bảo vệ cực kỳ an toàn. Rồi là sạc cho máy phát điện nó tự động hoàn toàn luôn nhé. Thì những ai chúng ta quan tâm đến các cái bộ kích điện như của Trung Quốc nội địa này, hay là bộ kích điện của bên mình lắp ráp, rồi là sạc acquy, thì mọi người có thể liên hệ cái số điện thoại ở bên dưới video này nhé. Đặc biệt là mọi người đặt hàng qua hình thức là nhắn tin, bởi vì bên mình thì thường khá là bận cho nên là ít khi nghe điện thoại. Cho nên là những ai cần cái loại nào, chúng ta sẽ nhắn tin với nội dung là tên, địa chỉ, số điện thoại, loại hàng cần lấy, thì bên mình sẽ báo giá chi tiết nhé. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.